Sáng 19 tháng 8, YouTuber Ngô Quyền Linh chính thức lên tiếng về lùm xùm đang xảy ra trên mạng xã hội. Trong khi drama tình ái giữa ca sĩ Jack và Thiên An vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tối qua, netizen tiếp tục dậy sóng trước thông tin hot boy Ngô Quyền Linh, YouTuber sở hữu gần 500.000 đăng ký, bị một tài khoản bóc phốt đời tư thiếu trong sạch. Theo lời cô TA, phía bị hại, cô cho biết giữa mình và Quyền Linh phát sinh tình cảm sau một thời gian nhắn tin qua lại. Thế nhưng sau khi lửa gần rơm và phát hiện có bầu, thì hot boy này lại chối bỏ trách nhiệm, yêu cầu xét nghiệm ADN rồi mới nhận con. Để chứng minh cho bài phốt của mình, TA đăng tải rất nhiều hình ảnh bao gồm ảnh chụp màn hình giữa Quyền Linh và phía quản lý, hy vọng đưa vụ việc về trạng thái êm đềm. Trái ngược với hình ảnh lãng tử, điềm đạm trên mạng xã hội, nhiều khán giả bất ngờ khi Quyền Linh dùng nhiều từ ngữ nặng nề để đáp trả TA. Nguyên văn chia sẻ của TA: trước em và Linh, Ngô Quyền Linh có nhắn tin qua lại, rồi em lên Hà Nội, hai đứa có gặp nhau, có phát sinh quan hệ. Cái sai của em là chưa xác định rõ mối quan hệ mà chấp nhận cho nó, rồi nó bây giờ lỡ có sự cố ngoài ý muốn và nó chối bỏ vậy đó. Không liên lạc cho em để giải quyết, mà im lặng phủ bỏ mối quan hệ, còn nói với người khác không quen biết em. Sau một đêm chịu sự công kích gay gắt từ cư dân mạng, sáng 19 tháng 7, trên fanpage hơn 1,5 triệu lượt thích, Ngô Quyền Linh chính thức lên tiếng về ồn ào đầu tiên trong sự nghiệp. Nam chính khẳng định toàn bộ câu chuyện nêu trên là bịa đặt và mình không có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng nào với TA. Anh cho biết bản thân sẵn sàng xét nghiệm ADN cũng như mời luật sư vào cuộc để bảo vệ danh dự cho bản thân. Xin chào mọi người, đêm qua đã xảy ra khá nhiều chuyện vượt xa tầm kiểm soát của mình. Bản thân mình không muốn những chuyện bên lề làm ảnh hưởng tới mọi người. Tuy nhiên mình xin khẳng định với tất cả mọi người rằng chuyện diễn ra như đêm qua hoàn toàn là bịa đặt. Giữa mình và bạn nữ kia không hề có mối quan hệ ngoài lề, cũng như những gì bạn ấy nói rằng bạn ấy có thai với mình cũng là hoàn toàn không có. Mình sẵn sàng xét nghiệm ADN để chứng minh cho bản thân, và khi có kết quả không đúng thì luật sư của mình sẽ làm việc và mình sẽ giải quyết bằng pháp luật, vì sự việc đã bị đưa đi quá xa, làm ảnh hưởng rất nhiều tới bản thân cũng như gia đình và công ty của mình. Bản thân Linh cũng còn là một học sinh chưa đủ 18 tuổi. Chuyện của mình cần làm là quan tâm chuyện học hành và rèn luyện để ra mắt các sản phẩm âm nhạc trong tương lai gửi tặng tới khán giả của mình. Và mình xin một lần nữa khẳng định, mình không có mối quan hệ có con này kia với bất kỳ ai. Thông cảm cho mình vì đã làm phiền mọi người. Trân trọng, Ngô Quyền Linh. Ngô Quyền Linh từng gây sốt trên các diễn đàn mạng, đặc biệt là TikTok, nhờ những màn cover V-pop triệu view. Được biết, chàng trai 18 tuổi hiện đang là học sinh của một trường trung học phổ thông ở Thanh Hóa. Với niềm đam mê âm nhạc, từ sớm Quyền Linh đã tự học thanh nhạc, rồi thu âm, cover lại các ca khúc mà mình yêu thích. Có thể nói, chất giọng mộc mạc, chân thành và sự trong trẻo trong cách hát đã giúp Linh nhận được sự yêu mến của rất nhiều khán giả cùng trang lứa. Kênh YouTube Ngô Quyền Linh hiện đã có tới hơn 450.000 lượt đăng ký và nhiều clip sở hữu hàng triệu view, con số đáng nể so với một anh chàng không có ekip chuyên nghiệp hỗ trợ từ sản xuất clip đến truyền thông. Nói về bản cover Anh Thương Em Nhất Mà đạt tới 2,2 triệu view, Ngô Quyền Linh cho biết bản thu âm được thực hiện hoàn toàn ngẫu hứng. Sau khi nghe xong bản gốc, Quyền Linh đã nghĩ ngay đến việc phải cover lại ca khúc này. Điều khiến anh chàng không ngờ là chất giọng của mình lại hợp với bài hát này đến như vậy và nó khiến giới trẻ thích thú. Đối với Quyền Linh, những bình luận như vậy chính là nguồn động viên lớn giúp anh chàng tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình.